Lâu lâu nhờ vợ cắt móng chân, anh chồng bấm điện thoại một hồi, nhìn lại muốn sang chấn tâm lý. Đôi bữa rảnh rang nhờ vợ cắt móng chân cho, ngồi bấm điện thoại say sưa. Cho tới lúc nhìn lại thì u là trời, lơ là một chút mà vợ đã tỉa cho 5 đầu ngón chân của mình, muốn sang chấn tâm lý. Anh chồng phải thốt lên rằng mới có một xíu mà mấy đầu ngón chân banh chành hết trơn. Cô vợ ngồi bên cạnh thì chỉ biết ngồi cười khoái chí với thành phẩm mình tạo ra. Nhìn bộ nail có phần nổi da gà này, nhiều người đã liên tưởng đến nhân vật báo đen trong siêu phẩm Black Panther của nhà Marvel. Người thì ví von với hoa ưu đàm, ngàn năm mới nở trên da một lần. Dân mạng sau khi xem xong đoạn clip cũng không thể nhịn được cười với bộ móng kỳ lạ này. Nhiều người lại cho rằng cô vợ rất khéo tay mới tỉa ra được hoa chân đều tăm tắp như thế này. Một số bình luận của dân mạng để lại như sau: cô vợ khéo tay thật, cắt vậy đâu phải dễ trời. Cô vợ nên tham gia tìm kiếm tài năng đi ạ. Chỉ có người thương bạn thật sự mới làm được thôi. Có ai nổi da gà giống tôi không? Trong ngày neo bao nhiêu năm trời, giờ mới biết ngón chân vẫn có lông mì. Làm một bộ chơi trung thu đi mấy ông. Trời ơi, hy vọng bồ mình không thấy video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.